Đây là bộ mã số là V8. Đây, em xem chi tiết chất liệu gia công. Đây là model của nó. Đây, chủ yếu là màu xám. Còn tản nhiệt. Phủ xanh blue coating. Rồi. Và đây là bộ V8 thì chúng ta sẽ bật lên xem nào. Đây có mấy chiếc tụ chờ. Cắt mượt cho xuống phía dưới đi em. Đây là pha này, để cốt đi. Ôi, cái này độ sáng có vẻ tập trung. Rất nhiều các loại bi, rất nhiều các loại bi led tại KK. Rồi đây rồi, anh chụp ảnh.